Các bạn sẽ thấy là trên tay của Mỹ Nguyên đang cầm đó là cây buffer của Phone 100-108, và bề mặt móng của mình lúc này là đang nền sơn treo trơn. Vậy thì mình sẽ xử lý cái lớp bóng này ra, một giải pháp để mình có thể tự làm đẹp cho mình. Để vẽ nổi đó thì các bạn sẽ sử dụng cây cọ nổi tròn, cọ nổi tròn của Phone nha. Và đây là bột nổi của Phone với cái chất bột rất là mịn. Và tiếp tục là các bạn chuẩn bị một cái ly, và đây là cái chai nước liquid cả nhà. Chai nước liquid thì các bạn khi sử dụng thì mình xài bao nhiêu thì mình sẽ rót ra ngoài ly bấy nhiêu nha. Một lượng vừa đủ để mình có thể ngâm cây cọ vào trong thôi. Và cái cách để mình có thể lấy được bột đẹp đó là các bạn phải chuẩn bị cái liquid cũng phải tốt nha. Tức là mình lấy mà bột nó phải ngậm được nước và nó phải mịn đó. Rồi, và đây là nền sơn gel, nên là đây mình có thể quan sát ha, cô Nguyên nhúng cọ vào trong cái ly, sau đó chấm vào trong cái hũ bột. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt lên phía trên. Mỹ Nguyên sẽ vẽ một cái hoa 5 cánh nha cả nhà. Ok, thì mình sẽ tán ra. Ở đây Mỹ Nguyên đang tán cánh tròn, và các bạn quan sát kỹ cái cách mà Mỹ Nguyên đặt cái cánh hoa xuống. Mình đặt xong thì một cái mẹo ở đây đó là các bạn thường vẽ bột mà hay bị nhão bột đó, thì mình có thể thấy là Nguyên khi mà đặt bột xuống thì Nguyên không có rút cây cọ ra liền, và từng cánh một chúng ta không có gì phải hấp tấp hết. Tức là mình sẽ đặt bột xuống rồi mình sẽ quan sát. Mình đặt xuống nè, rồi mình để yên một chút và mình vẫn đụng nhẹ vào, thì mình sẽ thấy cánh hoa của mình nó sẽ hơi dung và hơi săn chắc lên. Thì sau đó các bạn sẽ tán ra. Mình tán thì chúng ta sẽ nghiêng cọ nha, không có đứng cọ lên. Và cố gắng là vừa tán phải vừa ngắm cái vành cánh hoa, đừng có để cho vành cánh hoa bị tuột. Các bạn có thắc mắc gì về cái kỹ thuật vẽ nổi này thì mình có thể đặt câu hỏi lên đây để cô Nguyên có thể giải đáp các cái câu hỏi cho mình. Các bạn đang xem Mỹ Nguyên đang thực hiện đến cái cánh hoa thứ 5. Ở cái cánh hoa này thì nhiều bạn cũng hay rất là bối rối, đó là mình nên vẽ ở chỗ nào, có nên chồng cánh luôn hay không, hay là mình chỉ nên vẽ nhỏ cánh lại. Và một cái điều các bạn quan sát ở đây đó là mình thấy là Mỹ Nguyên không hề vẽ 5 cánh đều nhau. Các bạn khi mà mình vẽ thì mình không cần phải quá áp lực, đó là việc chúng ta phải vẽ đều. Thậm chí là một số cái kỹ thuật ở đây mình có thể quan sát nha, đó là Nguyên đang vỗ ngược cái cánh từ ngoài vào trong để cho cái cánh nó có phần hơi dựa vào trong cái phần móng, tức là không có bị dư cái cánh ra ngoài. Bởi vì Mỹ Nguyên cũng mong muốn là cái cánh hoa khi mà mình sử dụng vẽ nổi thì cũng không gây vướng. Và ngoài ra, sau khi chúng ta có 5 cánh lót dưới rồi thì các bạn sẽ tiếp tục lấy một cái viên bột để mình đặt cái lớp ở trên. Thì ở lớp ở trên này đó, các bạn sẽ tán cái cánh nó nhỏ hơn một tí để làm được cái tầng cánh. Và mình thấy cái cách mà Mỹ Nguyên cầm cây cọ nổi đó là Mỹ Nguyên không bao giờ đứng cây cọ lên đâu nha. Chúng ta sẽ hơi nghiêng cái cọ của mình đó. Và mình thấy Mỹ Nguyên đặt bột nha, đây là một cái mẹo và rất là quan trọng trong quá trình chúng ta lấy bột, đó là mình đặt bột xong mình không được rút cây cọ ra ngay. Nhiều bạn đó là hay rút cây cọ ra xong rồi mình sẽ thổi, đúng không ạ? Mình thổi vào trong cái viên bột thì viên bột mình nó sẽ vẫn cứ chảy thôi. Thành ra là các bạn hãy lưu ý. Các bạn có thắc mắc gì về cái kỹ thuật vẽ nổi này thì mình có thể đặt câu hỏi lên đây để cô Nguyên có thể chia sẻ cho mình và giải đáp các cái câu hỏi cho mình. Và Nguyên thực hiện tiếp luôn. Ở đây ý tưởng của Mỹ Nguyên đó là Nguyên muốn vẽ cái bông hoa cho nó sẽ tràn, tức là full hết toàn bộ móng đều là các cái nét vẽ hoa nổi. Thành ra là mình sẽ vẽ tiếp luôn những cái cánh hoa nổi bên dưới với phương pháp đó là lấy cọ chấm vào trong liquid và mình lấy bột. Và ở cái hoa tiếp theo thì Nguyên sẽ làm hoa 3 cánh thôi. Không nhất thiết lúc nào các bạn làm mẫu hoa thì mình cũng làm là 5 cánh cả nhà nha. Tức là mình vẫn sẽ vẽ hoa 3 cánh. Và khi mình nhìn ở góc độ ngang thì cây cọ của Mỹ Nguyên đang sử dụng nó là nằm ngang ra để mình có thể mang được một cái nét bột nó rất là mỏng, không có bị dày gồ ở trên bề mặt của cái móng mình và không có gây chảy xước. Thì đó là cái cách mà Mỹ Nguyên vẽ nổi. Tán bột, lấy bột rồi mình sẽ thực hiện được những cái mẫu hoa. Từ những cái mẫu hoa đơn giản mình xài ở trên móng thật cho đến những cái mẫu hoa mà mình sẽ xài fantasy. Ok, mình sẽ làm cho một cái cánh hoa thêm lên phía trên nữa và mình sẽ chuẩn bị cho giải pháp
thả màu. Thì các bạn sẽ xài màu xanh và màu hồng và màu vàng để mà mình sẽ thả màu lên trên cái móng tay của Mỹ Nguyên. Thì các bạn có thể quan sát ở đây, đó là mình sẽ lấy cọ chấm vào trong ly nước, rồi mình sẽ chấm một ít màu thôi, và Nguyên thả vào trong từng cánh. Thì mình có thể quan sát ở đây, đó là cách Mỹ Nguyên thả màu. Thì mình sẽ thả nhanh và mình không có nên sử dụng cái mũi cọ để mình chạm vô trong cái bên trong cánh hoa, mà mình sẽ nằm cọ xuống, tức là mình đặt màu xuống, sau đó mình phải nhanh chóng nằm cọ xuống và mình di cái phần lông cọ lên toàn bộ cái bề mặt. Và lúc này mình thấy hoa của Mỹ Nguyên đã bắt đầu chuyển màu, đúng không ạ? Chuyển từ màu hồng qua bên màu xanh. Thì các bạn có thể thấy là Nguyên đang thả màu hồng, màu xanh, và đương nhiên là chúng ta cũng có thể thả thêm một chút màu vàng nếu như mà mình muốn. Thì cái công đoạn thả màu này sẽ giúp cho mình làm cho cánh hoa mình sinh động hơn, mặc dù là mình chỉ có vẽ màu trắng ban đầu thôi. Còn bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng qua tới một cái chai keo, keo dán lụa này, để mình sẽ xem Mỹ Nguyên đính viên đá vào trong cái nhụy hoa nha. Và khi mình đính cái viên đá vào thì mình nhớ thoa keo, một cái lượng keo vừa đủ để kết được cái mặt đá vào trong cái khối nổi của mình cả nhà ha. Rồi thì các bạn thấy đó là mình vừa mới đính đá xong. Và đương nhiên thì xung quanh cái hoa này các bạn cũng nên đính đá luôn vào trong xung quanh cái đóa hoa, xuống cái nền móng thì các bạn sẽ chấm vào trong đây. Rồi thì mình sẽ đính lần lượt. Ok, thì ở đây thì Nguyên xử lý tới cái ngón giữa. Thì cả nhà mình có thể quan sát Nguyên làm rất là nhanh ở đây nha, vì cái công động đoạn này nó cũng diễn ra khá là nhanh đó. Thì các bạn sẽ lấy bột nổi màu hồng, và cũng lấy với công thức là nước nhiều bột ít. Mình sẽ thả xuống màu hồng ngay giữa móng. Sau đó thì các bạn sẽ thả luôn màu xanh, và cho màu xanh nó hơi lam nhẹ lên trên màu hồng. Thì các bạn sẽ thấy là màu hồng và màu xanh lúc này trên cái nền màu xanh dương tím nhạt, thì nó ra được một cái màu rất là ngọt ngào, dễ thương. Rồi mình thả luôn một chút màu vàng. Và đây cũng là giải pháp mà nhiều bạn hay hỏi cô Nguyên, đó là em muốn dùng bột nổi để mà mình làm ombre. Thì đây là mình đã làm ombre bằng bột nổi, tức là cùng một bột nổi thôi, mình làm được rất là mỏng. Thì sau khi bột nổi khô thì các bạn sẽ sơn tóp bóng lên nha. Mỹ Nguyên ở đây sử dụng là tóp treo bóng, và nhớ là cái nền ở dưới mình đã có buffer ra. Mọi người thấy màu lên rất là đẹp đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ sơn bóng lên phía trên bề mặt mà chúng ta đã vẽ nổi. Rồi sơn tóp treo bóng nha cả nhà nha. Và chuẩn bị thì Mỹ Nguyên sẽ vẽ treo sợi cho cả nhà mình xem về cái cách mà mình làm treo sợi. Ở đây Mỹ Nguyên sẽ viết chữ nha. Đây là hũ candy treo, còn gọi là treo sợi. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị luôn cleanser plus, tức là nước chùi treo, cùng với lại cái ly. Thì chúng ta sẽ lấy một cái ly nhỏ để chuyên đựng nước chùi treo đó. Đây thì các bạn sẽ lau nha. Chúng ta sẽ lấy nước cleanser lau lên trên cái bề mặt top treo của mình vừa mới top. Sau đó thì các bạn sẽ chuẩn bị viết chữ. Để mà viết chữ bằng treo sợi đó thì các bạn phải chuẩn bị cái chất liệu là treo sợi, một cái chất liệu rất là đặc biệt, tức là nó không có đặc như nổi treo, cũng như là không có lỏng như treo vẽ. Treo sợi thì các bạn sẽ sử dụng cỏ hoa văn. Khi mà viết chữ thì mình sẽ xài cỏ hoa văn treo. Thì mình chạm vào trong hũ treo sợi, mình sẽ thấy là nó có kéo lên được một cái sợi nhỏ, cho nên tên gọi của nó là treo sợi. Sau đó thì các bạn sẽ chấm vào trong hũ treo. Rồi thì mình sẽ lấy, khi mình lấy lên thì mình sẽ bắt đầu viết chữ. Và kỹ thuật viết treo sợi, viết chữ bằng treo sợi thì cực kỳ độc đáo khi mình phối hợp với lại cái nền móng ombre bằng bột nổi, đúng không cả nhà? Các bạn có thắc mắc gì về cái kỹ thuật này thì mình có thể đặt câu hỏi lên đây để cô Nguyên có thể chia sẻ cho mình.
Và hoàn toàn là chúng ta được viết bằng kỹ thuật vẽ treo sợi, đó là chúng ta sử dụng cỏ hoa văn treo chấm vào trong hũ treo sợi và mình dập nổi một cái chữ lên đây, và với cái nền ombre màu 7 màu của mình ở dưới thì rất là dễ thương. Color Day tức là một ngày thật là vui, đầy màu sắc, và hãy làm cho mỗi ngày của chúng ta thật nhiều màu sắc. Đầu tiên thì để mà chúng ta đính đá lên trên cái phần móng tay á, thì các bạn sẽ lau qua tất cả các cái bề mặt nào mà mình đã tóp treo. Thì giống như ở treo sợi đây thì các bạn vẽ treo sợi xong thì mình cũng lau để cho treo sợi nó đạt được cái độ bóng mịn, không có bị bớt rít cả nhà ha. Ở cái ngón tiếp theo thì Mỹ Nguyên cũng sẽ sử dụng cái giải pháp đính đá. Thôi thì Mỹ Nguyên sẽ đính đá lên cái đá khối luôn cho các bạn coi. Còn những cái chỗ mà mình đính vào trong cái khoảng đá như trang trí ở đây á, thì mình sẽ xài các cái mảng giống như ngón út nè. Thì mình sẽ xài cái mảng vàng. Thôi mình làm mảng vàng trước cho cả nhà coi rồi mình sẽ coi đá khối sau nha. À, để làm cái được cái khoảng mảng vàng lên như vậy đó thì các bạn sẽ sử dụng một cái lớp bay gel. À, lớp bay gel này chúng ta sẽ sơn một lớp rất mỏng tại cái vị trí nào mà các bạn muốn ốp cái mảng vàng đó, thì các bạn sẽ đặt vào. Thì mình thấy ở trên bàn của Mỹ Nguyên lúc này có cái mảng vàng đúng không, thì chúng ta sẽ sơn một lớp bay gel đi rồi mình sẽ cho vào đèn và mình hơ. Thì mình hơ ở đây khoảng 15-20 giây cho cái lớp base này, thì chúng ta đã có thể ốp trong cái mảng vàng lên. Thì đây là cái mảng vàng mà chúng ta dùng để mà mình có thể tạo những cái chi tiết trang trí rất là ấn tượng. Và dòng mảng vàng Mỹ Nguyên đang xài là mảng vàng mềm, mịn ha, tức là mình không có thấy bị bể cũng như là bị sợi, mà nó là một cái mảng rộng như vậy luôn. Và chúng ta chuẩn bị tới cây nhíp nha, để mà mình sẽ gấp mảng vàng cũng như là mình sẽ rọc cái mảng vàng này ra để mà chúng ta sẽ ốp lên trên cây móng. Rồi, bây giờ móng tay cái của Mỹ Nguyên lúc này đã được hơ xong cái lớp base rồi đó. Thì các bạn sẽ lấy cái mảng vàng này và mình sẽ rọc một cái lớp mảng vàng ra. Thì nếu như mà bạn nào muốn tự trang trí móng cho mình á, thì đây cũng là một cái mẫu lý tưởng cho các bạn có thể tự thực hiện nè. Đó là chúng ta chỉ cần sơn base lên, sau đó là mình sẽ gấp cái mảng vàng này ra. Thì Nguyên sẽ đưa lên trên móng tay, ở đây Nguyên đặt lên cái ngón tay cái nha. Rồi các bạn sẽ dùng tay của mình miết cái mảng vàng xuống cho ôm vào trong cái khoảng nước sơn base mà mình đã tạo dáng. Và mình thấy lập tức là mảng vàng rất là mỏng. Và bây giờ mình tạo dáng cho cái mảng vàng đó, một cái thiết kế độc đáo đó là Mỹ Nguyên sẽ sử dụng cái cây nhíp. Thì mình sẽ sử dụng cây nhíp nhọn này đó, mình sẽ cà nhẹ vô trong cái khối mảng vàng. Thì mình sẽ thấy là nó sẽ tạo ra những cái vết xước. Rồi những cái vết xước này nhìn sẽ rất là tự nhiên, cho nên là nó mang đến một cái kiểu móng mới lạ và độc đáo hơn. Tức là mình cũng không cần phải vẽ gì nhiều hết, mà chúng ta chỉ sử dụng hiệu ứng mảng vàng trên cái nền trơn màu tím. Hay là đặc biệt là một số bạn thích là màu đen hoặc là màu trắng á, thì chúng ta cũng có thể ứng dụng cái công nghệ này. Đó là chúng ta sẽ nhấn màu bằng mảng vàng lên ha, để mình thấy là mình sau khi mình nhấn xong thì mình sẽ cho vào đèn và mình hơ. Hơ xong thì các bạn sẽ đem ra ngoài và mình có thể sơn top lên. Thì sơn top các bạn sẽ xài top bóng nha, và dòng top bóng của Phone thì là top bóng không chùi. Và bây giờ thì các bạn quan sát thấy là Mỹ Nguyên đang trên tay Mỹ Nguyên đang cầm một cái hạt đá hình con bướm đúng không ạ? Rồi vậy thì mình sẽ thấy là Nguyên sẽ chỉ cho cả nhà mình giải pháp để mình đính những cái đá khối to như vậy. Thì khi mà lên một cái móng bằng phẳng như vậy thì mình nên đính kết ra làm sao, thì các bạn cần phải có cái giải pháp. À, giống như ở ngón áp út của Mỹ Nguyên đây là ngón nhũ vàng kim tuyến vàng đã được sơn treo, và chúng ta sẽ chuẩn bị một cái hũ bột clear. Ok, các bạn sẽ chuẩn bị một cái hũ bột clear. Sau đó là các bạn cũng sử dụng đến cọ nổi tròn hồi nãy mình mới vừa vẽ đó, và với cái hũ nước liquid. Rồi các bạn sẽ lấy trên móng lúc này thì chỉ còn ngón áp út là chưa có vẽ đúng không,
thì các bạn sẽ xem Mỹ Nguyên cách đính đá ở đây như thế nào nha. Đó là mình sẽ lấy một miếng bột, ít bột lia, mình chấm lên trên vị trí nào mình cần đính viên đá. Và Mỹ Nguyên sẽ đính viên đá, đây là viên đá hình con bướm. À, Nguyên sẽ đính viên đá hình con bướm to ngay chính giữa móng và ở phía trên. Rồi, chúng ta sẽ đặt, và đương nhiên là phải có thời gian để cho cái bột lia nó bám vào trong cái chân đá thì mới có thể giữ được cái vị trí của mình. Và sau đó thì bạn sẽ lật ngang cái chỗ viên đá và cái bề mặt móng, chắc chắn là nó sẽ có khoảng hở. Thì mình xem kỹ chỗ này, đó là cô Nguyên đã chêm đá vào. Cô Nguyên ở đây thì cô Nguyên đang sử dụng bột lia lỏng. Các bạn có thắc mắc gì về cái kỹ thuật thì mình có thể đặt câu hỏi lên đây để cô Nguyên có thể giải đáp các cái câu hỏi cho mình. Sau khi chúng ta định hình được cái viên đá lên á, thì mình sẽ phải chêm đá, lựa những cái viên đá làm sao để mà mình chêm vào làm cho cái khối đá mình nó vững chắc và nó không có bị những cái khe hở á, thì sẽ không có bị vướng, đúng không ạ? Và ở bên cạnh, bên hông móng của Nguyên lúc này, Nguyên xài keo dán lụa nha. Tức là dòng keo lỏng và nó hơi lâu khô một tí. Tuy nhiên mà đã khô rồi thì khô rất là chắc và giữ cho móng rất là đeo được, đá rất là bền. Rồi các bạn sẽ định hình cho cái viên đá ốp vào bên cạnh hông cái móng của mình. Sau đó thì mình sẽ lấy bột clear lỏng để mình thả vào trong những cái kẽ ha. Thì với Mỹ Nguyên thì cái cách lấy bột clear lỏng này hiện nay thì Mỹ Nguyên xài thì Nguyên thấy là chắc nhất, nhưng mà Mỹ Nguyên biết thì cũng còn nhiều cách nữa, thì mời các bạn có thể chia sẻ lên đây. Và các bạn cũng có thể dùng keo dán lụa này để mình có thể đính những cái đá, ví dụ như là Nguyên đính lên trên cái nền móng của chữ color day cho cả nhà xem nha. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cây sáp đính đá, mình chấm vào trong cái mặt hạt đá rồi mình sẽ kết dần ra bên ngoài. Từ một cái móng nền sơn treo trơn với tông màu tím, vàng và đen thì các bạn có thể trang trí ra thành như là nguyên một cái mẫu móng tay ở đây, gồm kỹ thuật vẽ nổi, treo sợi, ôm rê và làm mảng vàng, tạo dáng mảng vàng. Thì các bạn cũng đã có thêm rất là nhiều kiến thức cho mình rồi. Bye bye và hẹn gặp lại.